Xin chào tất cả các bạn, mình là Kensuke. Chúng ta cùng tới tập tiếp theo của Class ra. Class lên tiếp nào. Trời ơi. Tính nói cái gì vậy? Trời, điên thiệt á. Mình đã đi kiếm một thêm một ít đá đồ trước sẵn rồi. Nói chung có ít à, 25 viên à. Rồi làm được luôn cái găng tay luôn rồi. Đây. Rồi. Còn cái gì nữa không ta? Không nhớ nữa. À, có, chết thêm một lần nữa, có thêm cái mộ. Bây giờ là sự ra đời của bé tiếp theo. Gì đây, đặt tên. Đặt tên sao đây? Đặt đại tên nó đây. Rồi. Ê, nó to lên rồi nè. Ủa, cái này là gì? Khó hiểu quá. Không có cái này. Làm thử cái coi. Chữ của nó hả? Nói chung mấy cái đó chỉ làm được trên tụi nó thôi. Đem con này lên đây. Đó, ngồi đó. Đi theo. Ok. Đó, một dãy tổ. Quên. Mình đã nhiệm vụ tiếp theo nó kêu lên đây nè. Mình đã lên đó mở map kiếm cái tele rồi. Bây giờ chỉ cần tele lên thôi. Rồi. Làm gì đây? Ủa? Làm gì vậy? Rồi, không xong rồi. Con này trâu vậy. Hình con cá là gì? Ông này, ông đòi gì? Cần câu nè. Nhưng mà giờ sao đây? Chết đi. Đó. Cho con bé mới nó đập cho có niềm tin. Dễ sợ. Nó đứng gần nó đập bắn ra ba tia ghê khủng khiếp luôn. Có viên này rồi nè. Đi đập nó tiếp. Nói chung muốn làm cái cây hồi nãy là phải có cái viên đó. Cái cây sẽ nhìn như cây súng vậy. Ghê quá. Chỗ đông quá không nên đập. Nguy hiểm lắm.
Thế đây, vãi. À rồi, nạn nhân là mình. Bây giờ sao ai? Nhiệm vụ tiếp theo là làm gì? Khổ vậy. Không biết tiếng Anh cũng khổ thật. Rồi thêm một cái mộ. Chết mày, cho mày dính độc của mày đó. Thấy bét của tao ghê không? Từ hồi nãy đập con nào quên rồi. Hồi nãy đập con này đúng không vậy? Cái cây này chặn đường quá. Ấy ấy ấy, rồi xong luôn. Có công thức làm cái tổ mới. Ơi 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 ơi. Hay quá tun. Con này nguy hiểm quá. Tun luôn. Cầm cái búa này đập mà nó có tỷ lệ tun hấp dẫn nhỉ. Ủa xong nhiệm vụ gì nè? Chơi trong mù lòa. À, cái vòng đó để về làm cho nó. Cái này chặt được không? Được mới ghê chứ. Tưởng cây của nó. À, lượm được hoa ngay đây nữa này. Đó, lượm hết. Hay là bắt giết con này vậy? Với sức mình sao đủ giết? Đóng cửa lại. Đó, mày ngon mày đi theo tao. Đang combat không được bật map mấy máu chứ. Có cái gì để làm không? Tê lê tới mấy chỗ này xem. Mới hoàn thành cái nhiệm vụ gì mà. Không có, không có. Tê lê tiếp. Đây, dưới này. Ơi, lại nhận được một cái nhiệm vụ mới, không biết làm sao đây. Hả? Xong rồi kìa. Xuống nói chuyện với con này thôi. Rồi giờ nhiệm vụ gì vậy? Chết rồi. Giờ sao đây? À đây nè. Trời ơi, nghĩ sao mà có thể chơi trong mù lòa vậy. Ở đâu vậy? Lên đây thử. Mong sao có chuyện gì để nói với mấy bác kia này. Không, trời ơi. Không thôi. Tao về nhà. Khẩu súng. Trời ơi, trời ơi. Cái này, cái này. Cái viên này nữa, ở đâu ra đây?
khổ thân rồi. À, thì ra giết là nó ra cái viên này. Bây giờ mình đi giết con này cái đã. 12 viên luôn. Da cũng cần, đá cũng cần. Cái gì? Đá mà cần tới 149 luôn. Thôi rồi, thôi rồi. Thôi cứ tiếp tục lên đây xem coi. Không có. Giết con này. Cái gì đập mà không thấy mất máu thì sao chơi? Không ổn rồi. Bỏ. Sao da như đĩa vậy? Trời ơi. Hồi máu. Ô, không phải hả? Ê, có con gì nhìn hấp dẫn vậy? Cái nhảy cái mình chết. Rồi, đập mà không thấy xi nhê là không vui rồi á. Cái này bay nè. Trời ơi. Ai. Kỳ vậy. Cái con nó thì cứ lên là nó chạy theo mình, bực cả mình. Chết rồi mà hiệu. Chết rồi mà hiệu ứng bay vẫn còn, trời ơi. Chơi ngu chết tập 2. Có nên đập nó không vậy trời? Nó tên gì? Thôi 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 thôi. Tha cho em. Chết đi. Không có. Giờ làm sao đây? Cái trò gì vậy? Sao đông đen vậy? Ai, tụi này bực mình quá. Nhìn nó kìa, lướt lướt qua lướt lại thấy mà gai. Ấy rồi, bơm máu bơm máu.
Được cộng 40% tốc độ đánh mới ghê chứ. Thôi 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 thôi. Chào quá, đọc không được rồi. Ơi. Gì vậy? Trời trời là trời. Nó chạy xuống dưới đây, ở dưới an toàn hơn. Trên này nguy hiểm á. Để dạy con bé nữa. Nó bắn không xi nhê tụi nó. Trời ơi, mấy con này thì đập hơi dễ rồi. Bực mình solo với con này tiếp. Mày đừng tưởng tao sợ mày. Ơi ơi ơi, ơi. Chết mày chưa, bị tuôn. Ê trời ơi, trước khi đập nhau kẹo kèo hết cỏ thì mày ra. Chui quá, nhấp vô cây cỏ mới đau đầu chứ. Bực cả mình. Nãy giờ chết nhiều quá. Đây, lấy lại được đồ, mừng quá. Không đánh nhau với mày nữa, ghê lắm. Ồ, cử đá. Dù gì cũng cần rất là nhiều rồi da. Giết bớt mấy con. Chết con này. Dễ sợ, được tăng 40% tốc độ. Đánh xong kèo đồ nhanh như gì á. Cứ gặp nó miết à. Muốn biết bây giờ sẽ phải làm gì.
Đây, giết con này đi. Thôi, video tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo. Bye bye. Công thức mới.